tất cả các anh em, các em thân mến, thì hiện tại Thu Phương đang đứng trước cửa của cơ sở Hacom ở Thái Hà, đó là 43 Thái Hà. Thì hiện tại thì chúng mình đang chuẩn bị lắp đặt một chiếc PC rất là khủng, rất là mạnh hiện nay, có mức giá là 170 triệu cho anh Trường ở Hoàng Mai. Và chiếc PC này thì được trang bị đó là i9-12900K cộng với các đồ họa đó là RTX 3090. Nghe đã thấy khủng rồi đúng không nào? Bây giờ thì hãy theo chân Thu Phương để cùng lắp đặt và di chuyển chiếc máy này đến cho anh khách của chúng ta nhé. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hacom. Các bạn thân mến, và ngày hôm nay thì Thu Phương tiếp tục sẽ phỏng vấn và trò chuyện với một vị khách nữa, một trong những vị khách đầu tiên sở hữu CPU Intel thế hệ thứ 12. Em chào anh ạ, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với quý vị được không ạ? Mình tên là Trường, mình đang làm nghề tự do. Dạ vâng, quý vị thân mến, anh được biết là anh Trường đang là một trong những người sở hữu CPU Intel thế hệ thứ 12 sớm nhất tại Hacom. Thì không biết là anh đã tìm hiểu trước về con chip này chưa và tại sao anh lại quyết định là sở hữu con chip này ạ? Trước đấy thì mình đã từng sở hữu con chip i9 từ đời thứ 7 cơ. Cũng qua 5 năm sử dụng rồi, nên là đặc thù công việc mình cần update lên cái đời mới nhất ấy. Thì em thấy là những cái linh kiện chính trong ngày hôm nay, ví dụ như là main này, ví dụ như nguồn này, cam màn hình. Cam màn hình thì cũng đang là một con cam màn hình cũng là khỏe nhất hiện nay rồi đấy ạ. Và hầu hết là đều đến từ hãng Asus ROG. Thì không biết là anh có phải là fan Asus không ạ? Mình... hay là anh chỉ muốn lựa chọn những cái sản phẩm tốt nhất thôi? Mình muốn sản phẩm tốt nhất và đồng bộ thôi. Với chiếc PC với mức giá khá là cao như thế này thì anh sẽ mua về mục đích công việc như thế nào? Anh chơi game hay là anh làm việc? Nếu để YouTube thì bạn có tin không? Để xem YouTube hay là để xem YouTube? Wow! Rất là đầu tư, rất là chất chơi đúng không ạ? Nói chung là mình dùng để làm việc và cái công việc của mình được sử dụng nhiều tác vụ nhiều, như mở rất nhiều tab Chrome chẳng hạn. Đó nên cần sự xử lý ở rất là cao. Và thi thoảng mình cũng chơi game như Liên Minh hoặc là những game như CSGO các thứ. Quý vị thấy độ chịu chơi của vị khách này chưa ạ? Có nghĩa là anh ấy cũng không cần chơi game quá nặng hay là làm những tác vụ quá nặng, nhưng anh vẫn muốn đầu tư những thứ mạnh nhất để chúng ta có thể thoải mái sử dụng tất cả những cái tác vụ. Dạ vâng, ưu tiên trải nghiệm và mang đến một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời khi mà có một chiếc PC mạnh như thế này đúng không ạ? Cảm ơn anh rất là nhiều và hy vọng là chúng em sẽ tiếp tục được phục vụ anh trong những dịp tiếp theo ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vậy là bộ máy đã được hoàn thiện rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ trên đường đó là giao chiếc máy này đến và lắp đặt cho anh Trường tại Hoàng Mai nhé. Chắc chắn là anh ấy đang rất là hứng thú rồi đấy. Bắt đầu nào. Bây giờ thì bọn em đã lắp đặt xong hoàn toàn chiếc PC này cho anh. Thì cảm nhận của anh khi mà nhận được một chiếc PC hoàn chỉnh này thì anh thấy như thế nào ạ? Đầu tiên là vui thôi. Và thứ hai là sau khi mình dùng được một vài phút thì cảm thấy nó rất là mượt. Nói chung là xứng đáng để đầu tư. Xứng đáng để đầu tư đúng không ạ? Một chiếc PC rất là mạnh và
các tác vụ của anh sử dụng thì chắc chắn là nó sẽ đáp ứng hoàn toàn tốt ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và hy vọng chúng em sẽ tiếp tục được phục vụ anh cho những cái dịch vụ tiếp theo nữa. Và các bạn thân mến, video đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hacom và nhớ tặng cho chúng mình một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình ra những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.